Đây nè Tuấn ơi, con đực này nè, con đực này là nó tầm 4,5 kg hoặc 5 kg nè, mình chưa căng đó nha. Đực khủng khiếp luôn, 4,5 kg hoặc 5 kg. Con đực này là em chọn anh là như ý luôn đó. Nhảy là cầm bay luôn, 4,5 kg hoặc 5 kg là con đực. Chờ để em quay cái con cái. Cái con cái này em nghĩ chắc là nó khoảng 3,7 kg đó, nhưng mà đã hồi cân cho nó bao nhiêu. À, đúng rồi, con cái là 3,7 kg nha Tính, có ghi sẵn đây. Đây. Con cái này là 3,7 kg. Cái này là chuẩn bị lên giống luôn á. 3,7 kg. Đây em có ghi đây 3,7 kg nè, cái. Quá đẹp luôn. Cái 3,7 kg. Còn con đực này cho em chưa cân rồi, chắc con đực là khoảng 5 kg đó. Để rồi em cân mới biết được, mà con đực này ra biết nhảy giỏi đó anh Tuấn ơi. Rồi để hồi em chuyển hình cho anh.